lỗi cậu nhé. Tôi để quên điện thoại ở nhà mẹ nên không biết cả cậu lẫn chị Nhiệm gọi. Không sao ạ. Cũng lâu rồi em chưa tắm mưa mà. Chị Nhiệm bảo em mang tập tài liệu sang cho chị, bởi vì sáng mai chị cần gấp. À, con chị Nhiệm bị ốm, chị xin nghỉ đấy, cho nên sáng mai chị không mang qua được. Cảm ơn cậu. À, tiền cậu ở đây rồi, để tôi gửi lại áo cho cậu luôn. Cậu vào nhà đi. Thôi, em đứng chờ ngoài này cũng được. Thôi, đằng nào cũng thế, vào thay áo không lại ốm đấy. Vào đi. Ăn, chờ tôi một lát đã. Vào đi. Để tôi lấy áo cho cậu thay. Cậu thay đi. Toilet ở bên kia. À thôi không cần đâu ạ. Lát về em thay cũng được. Thôi thay luôn đi, không lại ốm đấy. Tôi pha cho cậu một tách trà. Dạ, cảm ơn chị. Sao nó lại đến đây rồi này nhỉ? Tôi xin lỗi nhé. Này, cậu cầm lấy đi. Tôi có khách, cậu ở yên trong này đừng có ra ngoài nhé. Chị làm gì mà lâu thế? Thì ai mà biết được đêm hôm rồi còn đến. Sao, có chuyện gì? Sao chăng gì? Điện thoại của chị này. Thank you. Đầu óc chị đúng là. Em gái quốc dân sợ chị không có điện thoại dùng nên phải mang qua đấy. Cảm ơn. Ơ, chị có khách à? Khách hứa gì giờ này? Sao lại có hai cốc trà ở đây? Này, là do em có lộc thôi. Đúng lúc chị tiện tay pha hai cốc. Thích thì uống đi, xong về với mẹ. Muộn rồi đấy. Nhìn gì? Em nhìn gì đâu? Cơ mà lần sau ấy, không có chuyện em chạy theo chứng mất não của chị đâu nhá. Rồi rồi rồi, thôi đi về đi, muộn rồi đấy, không mẹ lại mong. Ý, à, gì nữa? Em đau bụng, phải đi vệ sinh đã. Ơ, à, này, từ từ, sao đây chị bảo. Cô làm chị làm sao đấy? À, chị quên mất, toilet bị hỏng, chị quá tạm rồi đấy. Thế thì lên trên khác mà đi. Rõ là có vấn đề mà. Khổ lắm, tôi đã bảo là bị hỏng, tôi khóa vào rồi. Có cỗ không mở được đâu. Tôi lên gác đi đi. Nghi lắm đấy nhá.